liên quan đến hoạt động của nhà xe Thành Bưởi, ngày 26 tháng 10, tại họp báo cung cấp thông tin về các vấn đề kinh tế xã hội và công tác phòng chống dịch trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh Bùi Hòa An đã thông tin về tiến độ, tình hình kiểm tra việc chấp hành quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng ô tô đối với công ty Thành Bưởi. Theo đó, chiều nay, đoàn kiểm tra đã thông báo kết luận kiểm tra đối với công ty Thành Bưởi tại Thanh tra Sở Giao thông Vận tải. Đoàn kiểm tra với sự tham gia các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương. Ông Bùi Hòa An khẳng định quan điểm của lãnh đạo thành phố là không bao che, không dung túng cho những hoạt động sai pháp luật dẫn đến những tai nạn thương tâm, đau lòng như vừa qua. Các đơn vị chức năng sẽ làm hết trách nhiệm, cá nhân, tổ chức có lỗi sẽ chịu trách nhiệm theo đúng quy định của pháp luật. Tuần sau, khi có kết luận chính thức, Sở Giao thông Vận tải sẽ cung cấp thông tin cho báo chí. Trước đó, lúc 2 giờ 40 phút ngày 30 tháng 9, tại km 48, quốc lộ 20, ô tô khách giường nằm của nhà xe Thành Bưởi lưu thông hướng Dầu Dây Đà Lạt đã va chạm vào đuôi xe tải lưu thông cùng chiều, sau đó tiếp tục lao sang bên trái đường, va chạm với ô tô khách 16 chỗ, lưu thông hướng ngược lại. Hậu quả khiến 5 người tử vong, 5 người bị thương và 3 ô tô hư hỏng. Qua kiểm tra thiết bị giám sát hành trình, xe khách Thành Bưởi khi va chạm đang chạy tốc độ 69 km/h, vượt quá quy định.